Rồi, thì xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em đi vào cái nội dung của cái bài học số 3, đó là bài số hạng tổng của chương trình toán lớp 2 Chân trời sáng tạo, nội dung trong sách giáo khoa. Rồi, chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên. Có tất cả bao nhiêu quả trứng? Thì mình thấy nguyên cái khung bên trái này nè. Đó, mình đếm mỗi một vỉ là nó có 10 trứng. Vậy đây nó có 4 vỉ và cái vỉ thứ 5 là nó thiếu đi 2 trứng. Đó là nó là 48 trứng, là tượng trưng cho số 48. Còn cái khung bên tay phải đó nó có 2 vỉ, nó dư ra ngoài một trứng là 2 vỉ là 20 trứng ha. Tại mỗi vỉ 10 trứng thì một đó là tượng trưng số 21. Vậy gom lại hai này chính là phép cộng 48 cộng 21 là bằng 69. Tức là mà bạn này thì bạn làm theo phép tính theo dòng, còn bạn này bạn làm phép tính theo cột đấy, bạn nam, còn bạn nữ làm theo dòng. Vậy 48 cộng 21 bằng 69 thì người ta gọi 48 là số hạng, 21 là số hạng, còn 69 là tổng. Và 48 cộng 21 cũng được gọi là tổng, tức là chúng ta nếu chúng ta chưa tính ra thì chúng ta gọi 48 cộng 21 là tổng, còn đã tính rồi ra kết quả thì 69 cũng được gọi là tổng. Và tương tự bên đây cũng vậy, 48 là số hạng, 21 số hạng và 69 là tổng, đúng không? Rồi chúng ta đi vào cái mục thứ nhất, hình tam giác đó là gì? Gọi tên các thành phần của phép tính và nó sẽ cho mình một cái ví dụ đây. 7 cộng 3 bằng 10 thì 7 và 3 là các số hạng, còn 10 là tổng, và tương tự các cái còn lại ha, thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này như thế này. Đó. Đây là cái câu này chúng ta phải xét hai thứ. Đối với phép tính, à, 7 cộng 3 bằng 10. Yeah. Vậy đây là đối với 14 cộng 75 bằng 10 bằng 89. Thì 14 và 75 là các số hạng. Còn 89 là tổng. Còn đối với phép tính 5 cộng 32 bằng 37. 5 cộng 32 đó. À, 5 cộng 32 bằng 37. Thì ta có đó là 5 và 32 là các số hạng, còn 37 là tổng. Rồi, đó là chúng ta hoàn thành được cái câu này nha. Rồi, ta đi vào bài số 2. Tính tổng. À, bài số 2 tam giác 2 là tính tổng của các số. Tính tổng của 22 và 16 thì bạn nữ ghi là 22 cộng 16 là bằng 38. Còn bạn nam ghi 22 cộng 16 là bằng 38. Tức là ở đây nó có hai cách ghi. Đó, mình ghi cách nào cũng được. Đó, thì đây là của A. Đó, 4 và 5. Thì ta có ha. Đó. À, ở đây là 4 cộng 5. Đó là bằng 9. Đó, làm vào phép ngang đi ha. Bài này làm ngang thấy hay hơn. 30 và 10. Đó là 30 cộng 10 bằng 40. Đó là câu B. Câu C thì ở đây là 52, 41 và 6. Đó đấy là 52 cộng 41 cộng 6. 52 cộng 41 lấy 2 cộng 1 là 3. Lấy 5 cộng 4
Nghĩa đi trái ra ngoài đó, 5 cộng 4 là 9, vậy ra 93. Rồi cộng thêm 6, vậy là bằng 99. Rồi, đó là chúng ta hoàn thành xong bài số 2, tam giác. Bây giờ ta sẽ đi vào bài số 1. Rồi, bài này đặt tính rồi tính tổng. À, đặt tính rồi tính tổng. Câu A, các số hạng là 43 và 25. À, thì chúng ta đặt tính là lấy là 43 cộng với 25. Rồi ta lấy là 3 cộng 5 là 8. Đó. 4 cộng 2 là 6, đó là 68. Rồi ta sẽ đi vào câu B. Đó là các số hạng là 55 và 13. Rồi, 55. Đây là 13. Rồi, ở đây ta có là 5 cộng 3 là ra 8. 5 cộng 1 là ra 6. Đó là ra 68. À. Rồi, câu C là 7 giờ 31. Rồi, 7 đây cộng với 31 ở đây là có là 7 cộng cho 1 là ra 8, còn 6 hạ xuống là ra 68. Rồi, ta hoàn thành xong bài số 1. Giờ ta sẽ đi vào bài số 2. Thì nó hỏi số trong cái hình bậc thang này là như thế nào? À. Thì chúng ta thấy nè, hai cái số, hai số viên gạch ở phía trên là nó bằng tổng hai số viên gạch ở hàng dưới. Ví dụ 4 là bằng 3 cộng với 1. 5 là bằng 1 cộng 4. À, vậy cái số viên gạch ở trên cùng đúng không, là tổng hai viên dưới đấy, chúng ta hiểu ha. À, cái viên trên này là màu màu gọi là màu tím đấy, à, nó hơi mờ, bạn hiểu ha. Tức là ở đây chúng ta khi chúng ta làm thì chúng ta chỉ điền như thôi. À, nhưng mà ở đây ta làm luôn nha. Đi sẽ đi chỗ này là số nào đúng không? À, ở đây chúng ta cũng phải đi vô đây là số nào đấy, đi vô đây đấy. À, nói chung là cái này sẽ đi như đây đấy, cho cái này vô đấy. Rồi mình lấy 4 cộng với 5 là bằng 9. Đó, 9. Rồi, 4 cộng với 5 là bằng 9.
Chúng ta đi cho đó là số 9. Rồi, tương tự bên này. Go này. Đó. Thì chúng ta lấy 3 cộng 1 là điền như đây số 4. Bên này. Ta đi. Đầu tiên ta điền cái này trước đúng không? Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ điền cái số bên này nè. Đó là không cộng mấy là bằng 1, thì đây là số 1. Đó. Rồi, tiếp theo ở đây ta có 1 cộng 4, đó là trên đây là số 5. Tiếp theo ở đây là 1 cộng 5. Đó, ra là số 6, thì ở đây số 6. Rồi, tiếp là 6 cộng 4, thì trên đầu đây là số 10. Rồi. Chúng ta đi vào bài số 3. Số biết 3 số theo hàng hay cột đều có tổng là 10. Đó, đều có tổng là 10. Vậy mình chỉ điền vô thôi. Đúng không? Tổng là 10. Nhìn thấy là 3 cộng 1 cộng 6 là bằng 10 nè. 2 cộng 2 cộng 6 là bằng 10. Thấy chưa? Rồi vậy 2 cộng 5 cộng chấm hỏi là bằng 10. Đó, chúng ta sẽ giải thích cái này ha. Tại sao chúng ta lại điền vô như thế. Rồi đây chúng ta giải thích. Là 2 cộng 5 cộng chấm hỏi là bằng 10. Đó. Thì chúng ta biết 2 cộng 5 của chúng ta là bằng 7. 7 cộng chấm hỏi là bằng 10. Vậy chấm hỏi á, là mình lấy 10. Đúng không? Trừ cho 7 từ số hạng á, chưa biết lấy tổng trừ số hạng đã biết. Và 10 trừ 7 là bằng 3. Đó. Vậy chúng ta sẽ điền như đây là số 3. Đó, điền như vị trí này là số 3. Rồi, tiếp theo sẽ điền vô cái số tiếp theo là ngay chỗ này. Đó là số mấy? Rồi nó có 3 cộng 4 cộng chấm hỏi. Đó, tính là 3 nè, cộng 4 cộng cho chấm hỏi là bằng 10. Vậy 3 cộng 4 là bằng 7, 7 cộng chấm hỏi là bằng 10. Đó. Tại vì nó kêu tổng là bằng 10 nè, thấy chưa? Tổng hàng hay cột, này là cột, còn kia là hàng. Thì chấm hỏi là lấy 10, tìm số hàng chưa biết lấy tổng trừ số hàng đã biết, 10 trừ 7 là bằng 3. Dẫn điền đến số 3. Đó, rồi tiếp theo là dùng hàng. Là 3 cộng 7 cộng chấm hỏi bằng 10. Vậy đây 3 cộng 7 là bằng 10, cộng chấm hỏi bằng 10. Vậy mình sẽ tìm số hạng chưa biết. Không, mình lấy tổng là trừ số hạng đã biết. 10 trừ 10 là bằng 0. Vậy mình sẽ điền đây là số 0. Rồi, được 0 cộng 9 là cộng 1 nữa là 10 đó. 1 cộng 8. Tiếp theo là 1 cộng 8 cộng chấm hỏi bằng 10. 1 cộng 8 là 9, cộng chấm hỏi bằng 10. Tìm cái hạng chưa biết.
ta lấy tổng trừ số hạng ta biết, 9, 10 trừ 9 là bằng 1. À, vậy ta điền đây là số 1. À, ta có tiếp theo đó là gì? 1 cộng chấm hỏi cộng 6 nó bằng 10. À, rồi ta đổi bếp cộng đến chất giao khoán nha. 1 cộng 6 cộng chấm hỏi là bằng 10. Đó là 1 cộng 6 bằng 10. Đó là 1 cộng 7 cộng chấm hỏi bằng 10. Vậy tìm chấm hỏi là tìm số hạng chưa biết. Lấy tổng trừ số hạng là biết. Lấy 10 trừ cho 7 là bằng 3. Điền như đó là số 3. Rồi cuối cùng là ta có 6 cộng chấm hỏi cộng 4 bằng 10. 6 nè, cộng chấm hỏi cộng 4 bằng 10. Vậy ta đổi vị trí cho nhau, 6 cộng 4 cộng chấm hỏi bằng 10. 6 cộng 4 là 10, 10 cộng chấm hỏi bằng 10. Vậy tìm chấm hỏi là tìm số hạng chưa biết, lấy tổng trừ số hạng đã biết, 10 trừ 10 ra 0. À, chúng ta điền như đó là 6 cộng 4 10 đúng không? À, 10 trừ 10 ra 0. Điền như đó là cái số 0. Đúng không? Rồi. Ta đi vào số số 4. Mỗi con vật chia số nào mẫu thì mình thấy nè, số 70 là tổng của hai cái số hai bên, 50 cộng 20, 90 là tổng của hai số hai bên, đó là 40 cộng 40, 60 là tổng của 40 20. Thì ta phải tìm cái này chưa? Đó. Tính là vậy nhé, đúng không? Chúng ta mới điền vô. Thì ta có con sóc, đúng không? Hình con sóc. Tức là con 40 cộng vô 30 cộng 41. Tức là sóc là bằng 30 cộng vô 41. Đó là bằng 71. À, rồi, chúng ta điền vô đó là 71. Đó, điền chỗ này là 71. Rồi tiếp theo đó là hình là con nhím nè. Rồi hình con nhím. Nhím á, sẽ bằng là 30 cộng cho 56. À, sẽ bằng là 86. Vậy điền vô con nhím là 86. Điền vô nhím là 86 ha. Rồi, điền vô 71. Em sóc đây. Rồi, tiếp theo đó là con thỏ. Thỏ sẽ bằng là 25 cộng cho 12. À, 41 cộng cho 56. Đó, 6 cộng 1, 1, 6 là 7. 4, 5 là 9, là 97. Rồi, chúng ta điền vô ngay chỗ đó là 97. Rồi, tiếp theo đó là gấu. Gấu sẽ bằng 25 cộng với 12. 5 cộng 2 là 7, 1, 2 cộng 1 là 3, là 37. Gấu đây là 37. Rồi voi.
Boy sẽ bằng là 25 cộng 30. 55. Rồi, tiếp theo là sư tử. Bằng 30 cộng như 12 là bằng 42. Rồi, chúng ta hoàn thành xong bài số 4. Rồi, chúng ta đi vào bài số 5. Rồi, qua số. Cô B viết hai phép tính theo tranh. Rồi, có A là số. Thì mình thấy ở trên cái hình này có ba quả cam. Đây là hai quả thanh long. Rồi, ở dưới đây là tổng đó. À, rồi, 3 với 2 là 5. À, chúng ta điền vô cái cột A. Rồi, đây ta sẽ đề cho đây là số gì? Rồi, đây số 3. Ở đây. Chúng ta điền vô đây là số 3 đúng không? Rồi, bên này ta sẽ điền vô đây là số 2. Hai quả thanh long á. Còn chỗ này là 3 cộng 2 là điền vô số 5. Rồi, vậy câu B là chúng ta làm sao? Viết hai phép tính cộng theo tranh. Câu B là hai phép tính cộng theo tranh. Đó là 3 cộng 2 bằng 5 hoặc là 2 cộng 3 bằng 5. Rồi, ta đi vào phần vui học. Nhận xét vị trí các số hạng 3 cộng 2 đều là các số hạng đó, 3 với 2 là bằng 5 hoặc là 2 cộng 3 đều bằng 5, thì các cái số hạng này mình thấy là nó có gì, vị trí có thể là hoán đổi cho nhau nhưng kết quả tổng là không thay đổi, hiểu không? Nhận xét rồi thì cái số hạng là sao, hoán đổi vị trí cho nhau nhưng kết quả là không thay đổi. Vị trí các số hạng được hoán đổi cho nhau nhưng kết quả tổng không thay đổi. Rồi, đi vào bài số 6. Yêu cầu là số theo mẫu cho số hạng, số hạng và nó cho đây là tổng mình cộng lại nha, là mình tính ra thôi.
Rồi, đây nè, 2 cộng 7 là 9. 1, 2 cộng 1 là 2. Cái chỗ này đã điền như là 29. Yeah. Rồi, chỗ này đã điền vô. Thế nào? 2, 0 cộng 0 là 0. 2 cộng 8 là 10. Rồi, nó sẽ ra là 100. Rồi, tiếp theo, chỗ này. Không cộng không là không, hai cộng tám là 10, cũng ra 100. Chỗ này 28 cộng không là bằng 28, không cộng 28 cũng bằng 28 luôn. Là chúng ta hoàn thành được cái bảng này. Đây là 39 trong 29 nha. Rồi. À, bên này giờ chúng này chứ đúng không? Rồi, đi vào bài số 7. Điền trứng cho gà mẹ. Rồi, cái bài này cũng dễ thôi, cũng khó. Rồi, cái này phải làm trực tiếp trên này luôn. Tại vì nó có sẵn luôn ha, làm trực tiếp trên đó luôn. Ở cấp xuống đây cũng được. Rồi, tìm trứng cho gà mẹ. Thì ở đây chúng ta thấy cái đầu tiên là tổng của 2 với 6 là 8. Vậy lượng của gà mẹ số 8 là ngay này đây. Đó thì chúng ta nói là a. Đấy. Ở đây. Rồi, tiếp theo. Đó là cái trứng này, 3 cộng 6 là 9. 9 gà mẹ nằm đây. Đó, chúng ta nói này lại. Rồi. Tiếp theo, cái trứng này là 1, 5 là 6. Là con mẹ gà mẹ đây. Ta nói nó lại. Rồi, tiếp theo, trứng này là 4 cộng 4 là 8. Cái trứng số 8 nằm đây, ta nói lại. Rồi, đây cái trứng này 8 cộng 1 là 9. 9 nằm đây, ta nói lại. Rồi cuối cùng 0 cộng 6 là 6, nằm đây, ta nói lại. Rồi, là chúng ta hoàn thành cái bài học này ngày hôm nay. Rồi, bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để theo dõi nha các bài giảng tiếp theo của thầy đưa ra. Rồi, xin chào tạm biệt các em.